Chào các bạn, hôm nay mình xin phép chia sẻ cái cách dựng hình mà bên mình đang áp dụng. Lấy một cái ví dụ về dựng một cái kệ sách và cái tủ quần áo. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo ra cái khung không gian trước, những cái khối trước ha. Thì các bạn bấm vào cái nút này, khám phá DC ha, kích vào đây. Và các bạn có thể chọn bất kỳ một khối nào đó. Ở đây thì mình sẽ chọn vào một cái khối có tên là đo ha, khối đo. Đây, các bạn có thể lấy cái khối này về. Đó, thì cái khối này nó có cái lưới cơ bản ha. Ở đây mình sẽ bấm vào cái nút này để mình ra cái bảng tùy chọn kích thước. Giả sử như ban đầu mình muốn làm một cái bàn có cái kích thước là rộng 1m2 và nó sâu 600, đồng thời nó cao 750. Đó, như vậy là mình có được một cái khối để làm cái bàn. Tiếp tục mình sẽ làm một cái khối tủ quần áo. Và đây, cái khối này tủ quần áo này mình chỉ cho rộng 800 thôi và nó cao tầm 2m2. Tiếp, mình nhân bảng thêm một cái khối nữa. Đó, bây giờ thì mình sẽ làm thêm một cái khối tủ module cao ở trên. Thì khối này mình chỉ cho nó cao chừng cả 550 thôi và nó rộng 1m6. Ở đây mình sẽ làm một cái kệ sách. Đó. Thì khối này mình cho tầm 300 thôi các bạn, sâu 300 ha. Và mình cho nó cao 1m4 đi. Như vậy là mình có được một cái lưới trục cơ bản ha để mình triển khai vẽ cái hệ tủ này. Thì đây mình sẽ làm thêm một số cái nó màu màng chút, chứ nếu mà làm các cái khối như vậy thì nó cũng đơn giản quá. Mình nhân bảng cái này ra, Ctrl C ha, Ctrl V và mình cho cái khối này nó chừng cả 150 thôi. Đó, mình cho nó ăn vào trong cái này và cái khối này Ctrl C mình dán lên một cái nữa. Thằng này nó chỉ tới đây thôi. Cái bàn này thì mình chỉ cho nó rộng tầm 350 hoặc là 400 thôi. Đó, như vậy là mình có được một cái hệ lưới tổng hợp ha. Đó, hệ lưới của mình nó như thế này. Mình quay về cái model, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ đưa những cái khối cấu tạo vào. Thì các bạn sẽ bấm vào đây. Rồi, và mình chọn vào cái ABF Basic Module này. Thì ở đây mình sẽ chọn vào cái khung cơ bản và chọn vào cái khung phẳng. Thẳng ha, thì mình chọn vào cái khối này và mình bấm chọn vào cái khung nóc lọt ha, kích vào đây, tiếp tục chọn vào đây, bấm khung nóc lọt. Các bạn đừng quan tâm gì hết, các bạn cứ chọn ha. Rồi, như vậy là mình vừa hoàn thành cái việc là mình đưa vào những cái khối này. Thì ở đây mình sẽ cho những cái khung này nó sâu vào bên trong 20 ha, 20. Rồi, thì đây mình sẽ chọn thằng này, thằng này, thằng này và thằng này nữa. Mình scale nhẹ nó vô 20. Đó, thằng này thì mình sẽ bắt đầu mình hiệu chỉnh về cái cấu tạo của nó ha. Nó sẽ không có cái len này. Thì các bạn sẽ chọn vào cái bảng này để nó ra cái cửa sổ điều chỉnh ha. Thì ở đây mình sẽ cho nó là không. Tương tự như vậy thằng này nó cũng sẽ không có dùng cái len chân ha. Không. Thằng này mình cũng không dùng len chân luôn. Không. Thằng này thì mình sẽ cho cái len chân nó tầm 30 và nó sâu vào 5 ly. Các bạn nhìn thấy nó đã sâu vào rồi. Thì ở đây sau khi mà mình làm xong được cái cấu tạo tổng thể rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi những cái chi tiết ở bên trong. Các bạn chọn vào cái công cụ này ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chia các cái vách. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu chia vách nè. Các bạn chọn vào cái chia đứng ha. Thì ở đây nó sẽ có hai cái, một cái chia tự do và một cái chia theo mình nhập số ha. Mình sẽ chọn vào cái công cụ này. Đó. Active nó lên nè các bạn, Active nó lên nè ha. Rồi mình bấm vào đây và mình tích vào đây. Tích vào đây. Đó. Tương tự như vậy mình sẽ tích và chọn vào đây. Đó, kệ lát nữa mình sẽ hiệu chỉnh sau ha. Rồi bây giờ sau khi mà mình chia các cái vách đứng xong rồi thì bây giờ mình sẽ chia vách ngang, chọn chia ngang thẳng ha, mình chia, chia, chia dưới, chia dưới. Rồi, có thể là mình sẽ bổ sung thêm cái việc là mình chia đứng. Đây, mình chia đứng ở đây. Rồi, mình lại chia ngang. Đó. Chia ngang chỗ này. Bây giờ thì có thể là mình sẽ chọn vào chia cái khoang không gian ở này, kệ này đi ha. Ok, một thang. Rồi ở đây thì mình chọn khoang này để mình chia. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hiệu chỉnh từ từ từng cái một nhé. Các bạn có thể đo từ cái mép này đến cái mép này. Nó là 1183 thì các bạn kích chọn vào cái vách này và các bạn gõ vào đây 1183. Sau đó các bạn chọn là nó chia theo kiểu là từ trái qua bên qua ha và nó chia theo cái khoảng lọt lọc. Ấm apply là các bạn sẽ được cái khoảng này.
Về cái khung này thì rõ ràng là nó nên là nắp chùm, thì mình sẽ chỉnh lại nắp chùm ở đây. Sao? Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy là nên nên thay đổi lại các cái khoang này, thì mình sẽ bật cái hình này lên. Bây giờ mình sẽ đo từ dưới này lên, thì mình đo ở đây là 1 1 1 7 6 7, thì có thể mình sẽ tăng cái này lên một chút xíu ha, mình sẽ tăng cái chiều cao này lên một chút. Đó. Thì ở đây mình sẽ đo từ mép này lên trên mép này là bao nhiêu. Thì các bạn nhìn thấy nó đang là 1 1 50, thì mình sẽ chỉnh thằng này là 1 1 50. Mình sẽ bổ sung thêm một số cái thành phần nữa cho nó đủ cho đối với cái model này. Thì trước tiên là mình sẽ bổ sung thêm cái học kéo ha, học, và mình bổ sung thêm cái học ở đây. Đồng thời khi mà bổ sung thì các bạn nhớ là mình sẽ ở đây mình sẽ cho cái ray nó là ray 500, và mình sẽ không có dùng cái hạ khóa này, không có dùng cái thanh đỡ này. Đó là sao. Tiếp theo đó thì mình sẽ chia luôn cái khoảng giữa này ha. Thì khi chia thì các bạn nhớ chú ý là mình không có tích chọn đối tượng nào ha. Để mình bắt đầu mình chọn cái này. Rồi đây. Đó là sao. Bây giờ thì để làm cái cửa thì các bạn có thể chọn vào khung này, khung này, khung này. Những cái khung nào mà các bạn muốn có cái cửa đó thì các bạn Ctrl C cho mình và dán lại vị trí cũ ha, Bay in Place. Sau khi các bạn dán xong thì các bạn sẽ đưa cái cửa vào, chọn cái cửa ha, bề mặt cửa và bề mặt trơn. Thì ở đây mình sẽ chọn cái khung trước nhé. Sau đó thì mình sẽ bấm vào chọn cái cửa đơn. Tiếp tục mình chọn khung cửa đôi và khung cửa đôi và khung cửa đôi. Đó. Thì các bạn nhìn nè, ở đây thì đương nhiên là nó phải hở lên đúng không? Thì mình sẽ scale nó lên. Đó. Đó. Tiếp tục mình sẽ scale thằng này. Đó. Bắt cái điểm này nhé. Như vậy là mình đã cơ bản hoàn thành. Thì đối với cái cửa này mình chú ý là mình sẽ làm hai cánh cửa hả, mình Ctrl C và mình dán lại vị trí cũ luôn. Thì đối với cái cửa bên này mình sẽ scale vào 0.5 và cửa bên này mình sẽ scale ngược lại 0.5. Như vậy là nó vẫn đảm bảo là ở đây nó hở 2 ly sau khi nó hoàn thiện ha. Rồi, mình nhìn sơ qua lại cái mô hình mà mình vừa hoàn thành. Ở đây thì mình bị thiếu mấy cái mặt học. Cũng tương tự như vậy, các bạn có thể copy cái này ra và các bạn dán lại một cái. Thì ở đây mình sẽ chọn luôn mặt học ha, mặt mặt. Sau đó mình chọn ba cái này, mình scale đều nó trên và dưới ha. Rồi mình như vậy là mình vừa hoàn thành tổng thể rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một số cái phụ nữa, như là cái phào nắp. Thì ở đây các bạn sẽ xem cái chi tiết phụ phào này, mình đưa luôn cái phào vào đây. Đó, ha. Đó, thì các bạn scale ra nhé. Này thì scale bình thường thôi, hoặc là các bạn tạo khối. Đó. Chỗ này thì mình sẽ làm một cái phào tan giảm ha, tan giảm hông. Thì mình sẽ đưa vào đây. Chọn cái này là bảng bên kia nó bằng không thôi. Tiếp sau đây mình sẽ làm về cái vật liệu. Đó. Thì sau khi các bạn đổ vật liệu thì các bạn có thể xoay cái văng vật liệu ha, xoay cho sao cho nó phù hợp. Xoay văng lại. Đó. Tương tự như vậy mình sẽ bắt đầu mình đổ hết cho những cái vật liệu nào mà nó đúng với cái thiết kế này của mình. Thì sau khi mà mình làm xong vật liệu thì ở đây mình cần căn chỉnh lại một số vấn đề. Giả sử như ở đây mình sẽ thay đổi cái này cho nó lên luôn. Đó, thì mình vài vẽ tay thôi các bạn. Đó. Rồi, như vậy là mình vừa hoàn thành việc triển khai một cái model tương đối là phức tạp, bao gồm có kệ tủ quần áo và bàn làm việc, và nó có nhiều cái chi tiết bằng những cái tính năng mới của ABF. Mình sẽ cùng xem lại cái model này một chút. Đó. Đó. Thì ở đây các bạn có thể đo kích thước nhanh cũng được bằng cái công cụ này. Đây ha, các bạn sẽ nhìn thấy kích thước này. Đó. Đó. Điểm kích thước vô là nhìn nó hơi bị rối. Nhưng mà mình cũng có tách ra các cái layer hết rồi các bạn. Layer các cái tag ha. Điểm X, điểm Z là mình cũng có tách ra hết rồi. Rồi thì sau khi mà các bạn có được cái thiết kế này xong rồi thì các bạn có thể tính nhanh khối lượng ván luôn cũng được.
để mình có được một cái dự toán tổng quát. Mình sẽ xóa đi tất cả những cái nào mà nó không cần thiết trong quá trình mình sản xuất, tức là mình chỉ giữ lại những cái cấu kiện mà mình sản xuất thôi ha. Mình bấm vào cái nút gắn nhãn này ha, bấm vào đây và mình chọn xóa tất cả các đối tượng ảnh và xóa luôn toàn bộ thuộc tính. Bây giờ thì mình sẽ tính thử ván ha, bấm vào nút xếp ván tối ưu. Rồi kết quả ra sao, bây giờ mình cùng xem thử. Cái sản phẩm của mình thì nó rơi vào tầm 14 tấm ván các bạn đối với cái model này. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem qua video clip.